Hello mọi người, đây là quận 4, buổi sáng sau cơn mưa. Và mưa từ tối cho đến bây giờ. Mưa mới vừa tạnh như thân. Đó, mưa từ lúc tối cho đến giờ. Mới vừa tạnh nên là được vừa tạnh ướt. Lúc nãy lúc mà 4 giờ rưỡi đến thì mưa vẫn còn rơi, mà đến nay thì mưa tạnh rồi. Và ở phía dưới đằng chân trời, phía dưới đằng kia thì có thể thấy là mây nó đã màu vàng rồi, trời nó đã vàng, tức là nắng cũng dần lên rồi. Mà ngày hôm nay thì không biết nắng nó có lên được hay không, hay là do một trời mưa, một thời tiết vẫn còn mưa quá, nhiều mây nên là ánh nắng không có xuyên qua được đám mây đó hên xui. À, cái bầu trời màu cam màu vàng tối ở phía dưới kia đó là trời nắng đó, là mặt trời sắp lên đó. Không biết cái chìa khóa bắt kì nó bị mát hay cái gì vậy. Trái của mình là bến Bạch Đằng, còn đang chuẩn bị quẹo lên trên cầu Khánh Hội.
không lẽ hết đi sao? Hết đi mà. Hết pin rồi.